Nhà cầu Trần Liêm xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Trần Liêm sẽ tiến hành lắp ráp lại cái cây S770 đã được sơn cái màu tím rất là đẹp. Anh Vũ ảnh đã đem cái cây 770 cũ qua và nhờ Trần Liêm sơn lên và gắn thêm được một cái bên 4 chiều ở chỗ phần này. Trên hình có thể là mọi người thấy là nó ra không được màu tím, màu xanh xanh, kiểu như màu xanh dương, nhưng mà mọi người nhìn ở ngoài là màu tím đó nha. Thì bây giờ là Trần Liêm sẽ tháo lắp, sẽ lắp lại những cái phụ kiện, những cái linh kiện ở trên cây đàn. Bây giờ nó chỉ còn là cái vỏ không nha cả nhà, nó hoàn toàn nó không có cái gì hết. Và Trần Liêm sẽ tiến hành lắp lại toàn bộ luôn, và mọi người sẽ cùng theo dõi Trần Liêm lắp như thế nào, coi thời gian mất bao lâu và nó có xứng đáng với số tiền mọi người bỏ ra không nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp từ mọi chi tiết nó lại với nhau luôn. Đây là cái vỏ không luôn nha. Rồi bây giờ mọi người cùng theo dõi nha. Mọi người, bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành lắp bao chủ, bao công suất và những cái bao chức năng ở phía dưới, bao phiêu, bao bc nha. Vâng, em cảm ơn. Vậy giai đoạn tiếp theo Trần Liêm sẽ kết nối những cái giác cắm lại với nhau. Sau đó thì Trần Liêm sẽ lắp cái ben 4 chiều ở vị trí này luôn nha. Rồi mọi người cùng theo dõi luôn. Thì mình sẽ lắp ben 4m của Mitomi chính hãng nha mọi người. Mình đã chuẩn bị sẵn đây là cái ben 4m của Mitomi nè. Đây mình đã gỡ ra sẵn luôn nè. Đây tem bảo hành của Mitomi đó. Rồi đây là cái cụm ben. Cái này thì không có dùng tới, mình sẽ giục con ben. Rồi, đây. Là bạn này của bạn thì anh cũng được đó này, bạn biết hả? Tôi chỗ này là bên này. Đó là rồi mọi người, ben hoạt động rồi mọi người ơi. Đây ben đã chớp đèn, nó nhận tín hiệu rồi đấy, đèn đang khởi động luôn. Bây giờ mọi người biết bước cuối cùng là bước tiếp theo là Trần Liêm làm gì không? Trần Liêm sẽ kiểm tra lại tất cả những cái phần mềm của cây đàn, rồi kiểm tra những nút nhấn coi nó hoạt động ok, nhạy hết chưa. Rồi sau đó Trần Liêm sẽ lắp cái phím vô, rồi lắp cái màn lo, cái phần sau của nó lên, thế là hoàn thành xong cây đàn nha. Rồi mời mọi người đón theo dõi tiếp theo. Rồi màn hình nó đã vô chế độ màn hình test nha. Sẵn đây Trần Liêm test cho khách thấy luôn là đàn sẽ ok hết nha. Mình sẽ lấy cái dòng xay cho nó dễ cái này. Ok. bên hoạt động tốt luôn, nhưng mà chưa cài, một lát cài bên thì mới sử dụng được. Lát thì mình sẽ đánh mẫu cho mọi người coi luôn nha. Nó báo ok hết rồi nè, quá tuyệt. Cái đàn màu tím nhìn đẹp lắm, là thật sự đẹp luôn mọi người. Ok. Mình sẽ kiểm tra phím coi có nào bị liệt không. Liệt thì ngay cái bước này mình sẽ phục hồi luôn. Nếu mà nó không có bị liệt á, thì Trần Liêm sẽ tiến hành làm những bước tiếp theo để tránh mất thời gian đó mọi người. Rồi, ok rồi. Kiểm tra tất cả những bóng đèn nè, rất là sáng, những trái đều hết luôn. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành tắt máy nha. Rồi Trần Liêm sẽ lắp phím vô rồi lắp cái bo, lắp cái lo vô rồi mọi người cùng chờ xem kết quả nha. Người ơi, bây giờ đã là 9 giờ rồi và Trần Liêm đã tiến hành xong, lắp ráp xong cây S770 phiên bản màu tím và lắp luôn cái bên uốn chiều của Mitomi vào trong đàn luôn. Thì Trần Liêm đã hoàn thành trong, mình nghĩ trong vòng là khoảng 1 tiếng rưỡi mọi người. Lắp đặt xong hết mọi thứ luôn là khoảng 1 tiếng rưỡi. Và Trần Liêm đã cài dữ liệu rồi, bây giờ Trần Liêm sẽ quay cận cảnh cái cây đàn cho mọi người xem nha. Rồi ok, mình sẽ thử bên nha mọi người.